Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Vâng, hôm nay thì chúng em lại tiếp tục về được cái mẫu súp đến từ Paramax. Và nhìn qua thì các bác đã biết rằng đây là dòng bát bao nhiêu rồi đúng không ạ? Đó, và thưa các bác thì đây chính là dòng bát 40. Đấy, bát 40 các bác nhé. Và cái sản phẩm này nó có model là V40 thuộc dòng series V các bác nhé. Đấy. Và trước đây thì em đã giới thiệu rất là nhiều về cái mẫu này rồi. Tuy nhiên thì cũng chưa có cái video nào mà em tháo nội thất ra cả. Cái này là chơi lớn là sẽ tháo nội thất ra. Để tháo nội thất ra để sâu hàng cho các bác. Đó. Và khi mà chúng ta nhìn vào này thì các bác có thể thấy rằng là về cái hàng chính hãng ấy, thì các bác có thể thấy cái từ của nó này thì nó rất là chất lượng luôn, các bác có thể thấy không? Đấy, từ rất chất lượng nhá và không hề có bị vỡ hay bị mẻ từ. Đấy. Chỉ có những cái dòng từ cao cấp thì nó sẽ không bị vỡ, không bị mẻ. Còn những cái dòng từ mà nó kém chất lượng thì rất là dễ vỡ mẻ nhé các bác nhé. Đấy. Và cái thương hiệu Paramax thì các bác đã biết rồi, đúng không? Rất là nổi tiếng và cái chất lượng sản phẩm cũng vậy. Đó. Và được trang bị cái từ này, nó trang bị là 220 cùng 100. 220 cùng 100. Đấy, anh em có thể sử dụng không gian từ 30, 40 cho đến 50 mét vuông các bác nhé. Đấy. Và cái công suất của nó lên tới là 600W. Công suất rất là lớn luôn, 600W nhé. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ soi về cái nhện nhé. Đấy, em cũng rất là thích ở trên cái dòng sản phẩm này. Đấy, đầu tiên thì các bác nhìn nhện này. Đấy, nó được phủ thêm một cái lớp, ở đây gọi là lớp keo. Đấy, để bảo vệ cho cái nhện này nó bền bỉ hơn các bác nhé. Không bị ẩm mục các bác nhé. Không bị ẩm mục. Nên hiện tượng là rách nhện. Đấy. Ở bên này cũng vậy này, em sẽ nghiêng lên các bác này. Đó, các bác nhìn thấy không? Đó, rất là đẹp luôn. Rất đẹp nhé. Tất cả đều được phủ một cái lớp bảo vệ nhẹ. Rồi về những cái xương. Đấy, xương họ sơn các bác thấy. Rất là mịn màng, rất mịn màng. Và cái xương này thì nó được trang bị là 4 khung xương cho 4 góc. 4 khung xương cho 4 góc, rất là dày dặn. Nói về cái độ bền thì em nghĩ rằng là với những cái dòng súp này thì độ bền thì thật sự là nó cực kỳ là chất lượng, đúng không? Đấy. Còn đây là màng này. Các bác thấy màng nhé. Màng của nó là màng 3 sóng. Màng 3 sóng này. Từ keo họ đổ này. Rất là đẹp luôn. Đấy. Màng 3 sóng. Cực kỳ đẹp. Bát 40. Với cái củ bát này thì có thể nói là anh em dùng không gian lớn và anh thì vẫn phải nói là bao căng. Đấy. Và em có một bác khách hàng ở Vĩnh Phúc, anh Mai ở Vĩnh Phúc, anh ấy có mua một cặp bên này, một cặp này, đấy, V40 này, để về anh ấy quánh ngoài trời luôn các bác ạ, đấy, quánh ngoài trời luôn. Đấy, thì có thể thấy rằng là mới một chiếc anh em đánh trong nhà thoải mái là không phải suy nghĩ về cái tiếng bát, đấy, nó rất là căng. Rồi tiếp theo em sẽ soi về cái thân thùng cho anh em nhé. Đấy, thân thùng đều cắt CNC, nhưng rất là tròn trịa và nó đẹp, đúng không ạ? Đấy, tròn trịa và đẹp nhé. Và đây là lỗ chôn gen của nó đây, ở bên trong này. Đấy, bông tiêu âm đều là được là làm bằng bông thủy tinh màu đen này. Bông thủy tinh màu đen. Bắn thùng rất là gọn gàng. Đó. Hàng chính hãng thì họ làm thì nói chung là về cái độ thẩm mỹ, mỹ quan thì anh em nhìn vào thì thật sự là không thể chê được với những cái dòng chính hãng này. Và con này thì nó được trang bị là hai lỗ thông hơi phía trước luôn. Đấy, hai lỗ thông hơi phía trước nhé. Đó. Còn ở đây thì em sẽ quay lên phía sau để cho anh em nhìn nhé. Để các bác nhìn phía sau. Đấy. Phía sau nó đây. Đấy, các bác có thể thấy này. Phía sau thì họ ghi luôn này, công suất này. 600W này. Đó. Và mã của súp là V40. Con này thì nó sẽ có hai đường input và đường link. Các bác nhé. Đấy, anh em có thể đổ song song. Đó, và đây là số series. Số series của nó đây ạ. Đó. Hàng bao đẹp đúng không? Còn bên trên lưng thì chúng ta sẽ có một cái lỗ chôn gen để các bác có thể là cắm cọc loa nhé, cắm cọc loa full bên trên đấy. Và có hoặc là các bác sử dụng nhiều súp chẳng hạn, các bác có thể trồng hai quả súp lên trên, trồng hai quả súp lên trên, và họ đã đặt sẵn mấy cái chân này rồi, đặt sẵn mấy cái chân này để các bác có thể trồng súp lên trên nhé. Đó, và bên sườn thì sẽ có hai cái tay sách để các bác di chuyển. Phải nói là cái dòng súp này rất là chất lượng đúng không ạ? Đó, và không để các bác chờ lâu nữa, em sẽ lắp vào và test chất âm cho anh em cùng nghe nhé. Vâng, và em cũng đã lắp đặt chiếc siêu trầm Paramax V40 này.
tới con đẩy ba kênh và một con vang các bác nhé. Bây giờ thì sẽ cùng test chất âm các bác nhé. Đầu tiên em sẽ cho súp lên trước này. Wow, cực kỳ áp lực luôn các bác ạ. Sàn. Bây giờ em test một đoạn nhạc vàng nhé. Test một đoạn nhạc vàng để các bác cùng nghe và trải nghiệm chất âm. Và xin mời các bác. Wow, rung hết cửa kính nhà em rồi các bác ạ. Cực kỳ đẳng cấp ạ. Nghe qua rồi đúng không ạ? Phải nói là đúng là nghe nhạc thì không thể thiếu tiếng súp, và đặc biệt là những cái dòng súp một tiếng cho ra cái chất âm nó phải sâu thì nghe nó lại phê, lại đã các bác nhé. Thì đây chính là cái chất âm của dòng Paramax V40 mà chúng em đang giới thiệu với các bác và anh em. Về các bác có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới bên em để được bên em hỗ trợ. Và xin chào các bác.